Trước khi bắt đầu vào video thì như anh em cũng đã biết rồi đó, tình hình đi kênh của mình vừa mới bị ăn gậy xong anh em à, và cái gậy này là cái gậy lần thứ tư rồi, cho nên là sau khi ăn gậy xong thì chắc chắn là kênh của mình sẽ bị rất là flop, bóp tương tác đủ thứ hết, nên là mong anh em hãy để lại cho một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, thậm chí là một comment, một chia sẻ nữa thì càng cảm ơn anh em nhiều anh em à, đó là sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều luôn, năn nỉ anh em nha, đó cảm ơn em rất là nhiều. À mà thêm một điều nữa là hiện tại thì trên kênh của mình có tới tận 92% người xem chưa đăng ký kênh anh em à, anh em đăng ký cho mình đi mà, sao lại để chỉ có 7% người xem là đăng ký kênh rồi thế này. Ok, cảm ơn em rất 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 là nhiều luôn nha. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu ngay vào video nào. Chào anh em, lại là mình Du Kẹt đây. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại nối tiếp cái series đánh rank cao của mình nha anh em ơi, và chính xác hơn là series leo thách đấu của mình. Ở tập trước thì mình đã dính một cái chuỗi thua khá là dài, rốt cuộc thì mất tương đối là nhiều sao. Tuy nhiên thì bằng một đêm try hard hết sức của mình đã lấy lại tất cả những gì đã mất, và hiện tại mức rank của mình đó chính là chiến thần 109 sao nha anh em ơi. Và đến với video của ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ có một đêm try hard để mà nâng cái số sao của mình lên tiếp nha. Thực sự thì mùa này mình cũng khá là bận làm cái series 119 tướng lên chiến tướng, nhưng tôi luôn siêu bựa nên là đánh rất là ít, đánh rank cao cực kỳ ít luôn đó. Thi thoảng thì mình thấy anh em yêu cầu mình đánh cao nhiều quá mình mới vào đánh thôi đó, cho nên thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục try hard một đêm ở trên cái mức rank cao để cho anh em xem nha. Ok, và bây giờ để không làm mất thêm một phút một giây nào của anh em nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào video nào anh em ơi, let's go. Ok, và đến với trận đấu đầu tiên này thì mình sẽ sử dụng cho mình con bài Florentino anh em à. Florentino thì vừa mới được thả ra thôi là mình bích liền luôn. Nhưng mà có một điều là rất rất là lâu rồi mình chưa có chơi Florentino nha. Nên là bây giờ cầm vào có bị sượng tay múa gà thì anh em thông cảm, hết sức thông cảm cho mình nha. Và tay bè ở phía bên kia thì có quả Elendor cũng hơi mệt đấy. Florentino thì cũng khá là sợ của Elendor này. Còn về phần đi kèo Jaina là một cái kèo kỹ năng thôi. Bắt đầu vào trận đấu á, thì ở đầu game mình không solo quá nhiều với Jaina anh em mà. Bây giờ thì farm lính xong lên cho mình cấp độ 4 thôi, thì di chuyển lên len rồng để hỗ trợ tem băng rồng nha. Đây là một pha núp bụi thôi, và mình sẽ gây bất ngờ cho tem bạn bằng cách là lướt vào con rồng, sau đó là khắc ulti vào được crest rồi này, múa vào vị trí của đó là Slim. Ok, và thành công hạ gục của Slim rồi, tạm thời lui về một nhịp. Bây giờ mình muốn đánh nhưng mình thấy Jaina nó bắt đầu lên, mình lập tức lui về ngay anh em ơi. Nếu như mà cố gắng lao lên múa tiếp nữa thì Jaina sẽ combo mình và mình sẽ là người lên vào điểm số đấy. Jaina đang tạo áp lực bên phía bên cánh phải rồi. Thấy được Elendor lao lên chỉ một tốc biến múa thẳng vị trí của đó là Elendor luôn anh em à. Bây giờ đánh thương đi phát nữa, thành công ăn được cái mạng của Elendor rồi, nhưng sau đó mình cũng đạp phải lên một điểm số khi mà điêu thuyền là cái người lấy được cái mạng của mình. Ở phía bên này thì sao đây? Enzo cùng với cả là Wonder đang cố gắng đánh vào Jaina. Jaina chạy được rồi, chạy. Ui. Pha này nhìn là biết team mình chuẩn bị toang rồi anh em à. Đầu game thì Wonder lấy đâu ra gì kiên cường đây, bị con Jaina tướng nguyệt trảm thì xác định là team mình thua combat trong pha này rồi. Quay trở lại lên lane thì bây giờ mình đang có một cái pha núp bụi này, Jaina đang ở trong cái dạng đó chính là tụ nguyệt chảm anh em. Dạng này mình cũng không biết dạng gì, mình đọc không có đọc chiêu, nói chung là đọc tụ nguyệt chảm đi cho nó nhanh nha anh em ơi. Đây là tụ múa vị trí của Jaina rồi. Ui ôi, mình khắc ulti khá là ngáo ngơ luôn rồi anh em ơi. Quả này khắc ulti vậy là hỏng rồi. Đây không sao, quăng chiêu một vào vị trí của Jaina này múa. Ui thanh niên này khó chịu thật sự nha. Thôi xong rồi anh em, quả này khó rồi. Sai ngay từ quả khắc ulti á anh em. Khắc ulti có thể nói là rất là troll Việt Nam luôn. Và hồi sinh trở ra rồi thì mình cũng lên lane như thường lệ thôi. Nhưng mà bình thường thì Jaina đánh rất là kỹ, chỉ núp trụ farm lính. Nhưng bây giờ bạn ấy là có cái dấu hiệu là lên rất là cao nè anh em ơi. Đó, bạn lên cực kỳ cao tự tin như thế này thì đảm bảo là sẽ có một thành viên nào đó như là Elendor, thậm chí là Kret luôn anh em mà. Kret mất sai rồi, Elendor cũng đang mất sai. Mình phải đánh phải kỹ thôi, có cái Red thủy thân thẳng của mình, Jaina combo nhưng mình rất trâu bò, khắc ulti vào múa vị trí của Jaina. Mình out play thành công Jaina rồi. Sau đây mình múa lính xong cái đã anh em ơi, để mất công lính nó làm cái trụ mình, kẹt lại Red ở đó và hy vọng là tay mình sẽ lo lắng được phần còn lại. Tuy nhiên thì rất là khó rồi khi mà điêu thuyền cùng với kẻ Elendor xuống đây. Enzo móc được này. Ui, quả này mình đang định múa vào Elendor, tuy nhiên con điêu thuyền đóng băng ngay dưới chân mình luôn. Bắt buộc là mình không thể nào mà mình múa Elendor được anh em. Điêu thuyền này gọi là rất là thanh niên, rất là thông minh luôn ấy. Là một pha đóng băng hay thật. Tầm này thì team bạn đã quyết định là ép cái trụ này rồi, có Elendor đây mình khắc ulti vào Elendor, nhưng mà Elendor out ballet được ulti của mình. Tuy nhiên mình vẫn đang cố gắng mình múa, tạm thời lui về một nhịp, hồi hoa rồi quăng hoa vào Elendor, thành công hạ gục Elendor, nhưng sau đó lại bị điêu thuyền hạ gục rồi. Chỉ là một pha đổi mạng thôi. Team bạn cứ liên tục ép top như thế này, thật sự là mình thở oxy đấy em ơi. Nỗi khổ khi mà đánh Floor ở cái mức rank này nó là như vậy, liên tục lại bị ép. Hồi sinh trở ra thì mình lại tiếp tục là đẩy lên thôi. Bây giờ đang có Elendor đây, có vẻ như bạn muốn solo với mình anh em à. Mình thì hiện tại đang thuộc vàng solo với Elendor, nhưng mình vẫn đang rất tự tin có thể đánh Elendor nha. Ôi chết rồi, mình đóng nhà mấy đau xanh rồi anh em à. Quả này thì mất đau xanh hơi dở người, chiêu một tóc bí múa vào Elendor này. Đúng con Floor này mình gặp con Elendor mệt mỏi thật sự anh em. Nó bay tùm lum tá lạ lướt đi gọi là rất là khó múa luôn. Múa phải thật là cứng này và gọi là hắc não được Elendor thì mới solo thành công được.
Quả vừa rồi thực sự là con Valen cái gì con Elanor nó bay nó múa tùm lum tá lạ hết. Thôi xong rồi, thôi xong team mình rồi. Ở phía ngoài này thì team mình lại ngụm hết 4 thành viên ở đây mà. Bây giờ thì chỉ còn có mỗi một mình thôi. Làm sao mà có thể thủ nhà được đây? Liệu là 1v4 được hay là không? Wonder còn tầm 4 giây nữa là hồi sinh ra. Khắc ulti. Ui rồi, mất luôn cái ulti ở đây mà. Quả này khó cho mình quá. Vâng, điêu thuyền đóng băng được mình một quả và anh ấy chửi mình. Thôi thì không sao anh em ơi, trận đấu ulti này thua. Khi mà tay mình tự nhiên ngụm hết ở ngoài rất là khó hiểu luôn. Một trận thua cũng tương đối là chóng vánh thôi. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo này nào. Trận này thì mình bích đầu, mình bích thẳng cha lót luôn anh em ơi. Và tên bạn thì không biết là thanh niên Alan này nghĩ cái gì mà lại bích Alan để có thể là counter mình hay là chăng đây. Không biết là cái vị tướng Alan này có khả năng khắc chế được cha lót là không, mình cũng chưa gặp lần nào. Tuy nhiên thì khi mà mình kiểu mường tượng ra trong đầu ấy là làm sao mà con Alan này có thể solo lại mình được, đúng không anh em? Nếu như mà solo 1-1 thì Alan rất là khó luôn ấy. Chả hiểu sao thanh niên này lại bích con Alan, không biết là có ý đồ gì là không đây. Bắt đầu vào trận đấu á, thì đầu game mình phụ rừng Wonder Woman cho nên là mình ra lên sau. Thì mình để cho Alan đẩy lính trước cũng được anh em ơi, không vấn đề gì đâu. Tầm này thì cứ cố gắng đẩy lính lên bài trước thôi. Thanh niên đang núp trong bụi chứ đâu xa mà anh em ơi. Đó, núp trong bụi này và đang muốn ăn cho mình là cái con cua này rồi. Lưu ý đánh con cha lót này thì anh em cố gắng là lấy thật là nhiều tầng nội tại nhất có thể nha. Chẳng hạn như pha này mình đã tích được 4 tầng này mình lao vào mình đánh luôn. Thế là đánh nội tại được 2 lần, đó lời máu. Chúng ta chạy đi thôi anh em ơi. Đánh kèo này thì nhấp nhả liên tục giết cho mình. Và khi mà hồi chiêu thì anh em có thể là anh em quay lại anh em đánh. Alan bắt buộc là tốc biến chạy đi rồi. Nếu như không tốc biến thì thanh niên này xác định là phải lên 7 điểm số thôi. Đó, cứ đánh như vậy thôi anh em à. Có chiêu là đánh, hết chiêu là chạy. Mà quả này chắc một chiêu 2 mình hồi không có kịp rồi, biết ngay mà. Mình đã cố gắng nhanh lắm rồi anh em ơi, vẫn ăn được mạng Alan nhưng sau đó là Arthur đã bộc phá. Quả vừa rồi á, thì cái nội tại của mình đã tích được 2 tầng rồi, tầng thứ 3 thì sẽ đánh được cái đòn đánh thường cường hóa. Tuy nhiên thì chiêu 2 của mình hồi chưa kịp anh em à. Rốt cuộc khi mà mình lao vào ấy thì mình đâu có đánh được cái đòn đánh thường cường hóa đâu. Để cho con Alan nó chạy đi mất một nhịp. Rốt cuộc thì trụ bắn mình đau quá. Arthur nó chỉ dí theo đã bộc phá là ăn được mạng của mình rồi. Và sau khi trở lại lên thì bây giờ xong con lính này mình sẽ có cho mình cấp độ 4 nha. Alan đánh rất là tự tin luôn, mình hơn một cấp độ mà anh em ơi. Ngại gì mà không solo trong tình huống này, anh ta né thành công cái ulti của mình rồi. Mình đang tạm thời mình chạy đi, mình chờ hồi chiêu lại. Và khi mà chiêu của mình hồi rồi, đánh thương nội tại nè anh em ơi, từ từ. Ui ôi, thanh niên né được cái đánh thương nội tại solo có vẻ như Alan rất căng thẳng. Liên tục là dí vào mình này, mình thì cứ chạy thôi anh em ơi. Đánh thương thêm một phát nữa là có mạng của Alan nha. Tâm lý đồng đội của mình ở phía trên đường rồng hy vọng là lo được. À không, Wonder thì quyết định là chọn ăn cho mình con tên cái xa rồi. Chứ thanh anh chàng này không lên phía trên kia để ăn con rồng anh em à. Biết được rằng là tay mình combat đầu game sẽ không có lại tay bạn cho nên là thanh niên này lường cơm gấp mắm ăn con thần kia xa thôi. Tuy nhiên thì ở phía bên kia thì rừng tay bạn cũng chỉ là ngộ không thôi mà, khá là yếu ở đầu game. Nhưng mà để nói con ngộ không yếu ở đầu game cũng không hẳn. Con này thì yếu hay mạnh là dựa vào cái nhân phẩm của anh em. Đầu game anh em mà cứ gõ ra toàn là chí mạng thì thực sự là bố hai cũng không có đỡ nổi đâu anh em à. Tầm này thì đang có giao tranh ở phía trên đường rồng rồi, mình sẽ dịch chuyển lên để hỗ trợ team trong pha này luôn nha. Ngộ không lao vào gõ vào vị trí của đó Wonder. Wonder kéo được Arthur rồi, đánh thương đi phát nữa mình có mạng của Arthur này. Sau chiêu 2 giật lên và câu chiêu thành công cái ulti của Elsu. Và mình nghĩ rằng cái pha combat này nó cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Giờ thì chúng ta sẽ lại về lane và farm nha. Và ở trong cái tình huống này mà đang núp bụi mít này mà đánh thẳng vào vị trí của đó tu lên. Rồi tu lên chạy đi rồi. Và mình đang định về lên thì bất ngờ là con ngộ không nó lao từ đâu ra nó gõ mình anh em à. Và gõ rất là đau luôn. Ở phía bên kia thì đi rắc đã bị tu lên ăn mạng rồi. Ở phía dưới lên tóc của mình thì thôi sẽ định là mất trụ luôn. Chỉ với một pha lỗi mà bây giờ chúng ta mất rất là nhiều lợi thế. Đi rắc là phải lên bảng này. Và mình thì mất một cái trụ top. Vừa đẩy lính nó lên top xong là mình tức tốc mình chạy lên trên đường rồng liền. Tuy nhiên thì tới không kịp rồi. Khi mà mình tới thì giao tranh nó cũng đã kết thúc và đi đắt lại một lần nữa nằm xuống. Mình cố gắng mình qua bên cái bụi này mình bắt bài ngộ không, tuy nhiên nó lại là không kịp khi ngộ không lên cho mình nó cái dài hơn mét đây mà. Thanh niên này lên dài hơn mét di chuyển cực kỳ nhanh luôn, tuy nhiên đang có Alan đây, anh ta khác ulti và Wonder rồi. Sau đó thì mình lao vào mình đánh thương nội tại, ăn được mạng của Alan khá là dễ luôn. Ở mức rank 100 sao như thế này rồi mà còn bích Alan thì mình cũng khá là bất ngờ. Có vẻ như là bạn ấy cầm con Alan thắng được con cha lốt này là sao đây. Tuy nhiên thì mình thực sự là Alan vẫn không thể nào thắng được cha lốt ở giai đoạn đầu với giữa game đâu nha anh em ơi. Cuối game thì mình không biết nha. Cuối game thì thực sự là mình không có biết. Nhưng mà đầu với giữa game thì nếu chúng ta đánh kỹ ấy, chúng ta đánh chuẩn thì cha lốt vẫn sẽ ở kèo trên mà thôi. Và đẩy trụ xong rồi mình di chuyển lên mid này, bất ngờ là có Alan ở trong bụi. Một tình huống mà anh ta combo vào mình cũng khá là đầu nha. Tầm này Alan đánh cũng tương đối là đầu đấy, có thêm ngộ không nhưng mà mình có đao xanh, mình có ulti mà. Có rất là nhiều miễn thương trong tình huống này, thậm chí là có thêm cả CNL bay nữa. Thì ngộ không với lại là Alan làm sao mà dồn mình nổi đúng không anh em ơi. Một tình huống câu kéo thành công và người lên bảng không phải mà là mình mà lại là Alan cùng với cả là Arthur bên phía với tay bạn.
vì rất là yêu máu rồi, cho nên là mình biến về hồi máu. Và sau khi biến về hồi máu xong thì thấy được rằng Elsu đang farm lính trên này, và cỡ gì mà thanh niên này không ở lại ăn con chim đúng không, nên tốc biến đánh thẳng vị trí của đó là Elsu luôn. Thậm chí là Elsu ulti, Elsu tốc biến chạy đi nhưng không thể nào chạy được với con Chalot này, là một cái điều cực kỳ là chắc chắn rồi anh em à. Bởi vì Chalot thì có rất là nhiều cái lướt chiêu hai, nó lướt liên tục, ngoài ra thì mình có thêm cả tóc biến nữa. Một pha hạ gục về Elsu và lấy lợi thế về cho team rồi. Tầm này thì chúng ta sẽ set up và chuẩn bị ăn cái con tàng hình Kai'Sa bóng tối rồi ép thôi. Ngộ không đây ăn cho mình đó là con blue này, mình lao qua mình đánh luôn, nhưng mà có thêm cả Alan nữa, tạm thời chúng ta lui về thôi. Alan khắc ulti vào Erin rồi, mình lao và mình cố gắng mình cover Erin, cover không kịp, thanh niên Alan tóc biến anh ta quá cứng đầu rồi đây mà, và là đổi mạng với Erin cho bằng được luôn này. Và mém một tí nữa thì anh ta cũng mang được cái mạng của mình, thì ra mình hiểu lý do tại sao mà thanh niên này bích Alan rồi. Có vẻ như là về giai đoạn cuối game thì Alan sẽ có khả năng là khắc chế được Chalot hay là chăng đây. Tuy nhiên thì pha combat vừa rồi chỉ là một đổi một, Alan đổi mạng Erin và chúng ta thì ăn được con thằng Kai'Sa bóng tối. Tay mình đang chuẩn bị ép thì bất ngờ là thấy Ngộ không qua thấy cướp con blue anh em mà. Có vẻ như thanh niên này bị mất con blue ở bên rừng nhà rồi, cho nên quyết định là qua ăn con blue của Wonder. Tuy nhiên để con blue này nó nhiều xương lắm Ngộ không ơi, chạy đâu đây, mình bắt bài Ngộ không liền, định tàng hình chạy ngược lại đây. Một pha bắt bài à, và Alan khắc ulti vào Erin một lần nữa rồi. Có vẻ như ui, công nhận là con Alan này bắt AD dễ phết em nhờ, cứ khắc ulti vào là bắt được thôi, không cần biết là đổi mạng hay là không, nhưng mà bắt được nó rất là dễ luôn nha. Cái lượng ram rất là lớn luôn ấy anh em. Đây, đây có thêm Elsu, có cả tu lên trong tình huống này, mình băng vào mình đánh nó tốc biến ulti, chính xác là ulti tốc biến anh em mà. Thành công hạ gục với Elsu rồi, mình lướt ra đấy, làm mấy pha đột biến như vậy anh em team mới có lợi thế được. À mà nói về đột biến thì mình đọc comment ấy, có một bạn bảo mình là đánh ẩu rồi cái thứ, thật sự thì cái lối chơi của mình nó như vậy rồi, bạn thông cảm với mình không biết sửa như thế nào luôn. Tại vì lối chơi của mình á, một là đột biến, hai là đột tử mà anh em ơi. Đó, gọi là một là liều ăn nhiều đó anh em, một ăn cả, hai là ngã về không. Làm mấy pha như vậy thì cũng nhiều pha hay á anh em, thì nó sẽ rất là đẹp mắt, đã mắt luôn. Nhưng mà sẽ có một vài tình huống nó giống như là bị ảo tưởng sức mạnh vậy đó. Đó thì anh em comment cho mình biết nha, anh em xem kiểu cái lối chơi của mình như vậy nó có gọi là nó ngứa mắt hay như thế nào. Ua, thế này khác ulti vào mình đánh luôn à. Ô, ghê vậy, định cân hết hay là gì đây. Anh em có thích cái lối chơi của mình như vậy hay không, hay là thích mình đánh an toàn? Giờ anh em có thích mình đánh an toàn thì mình cũng chả đánh an toàn được đâu, mình đánh kiểu như vậy đó anh em à. Thôi gạt bỏ qua cái vấn đề đó đi thôi, giờ thì tập trung ép trụ rồi. Ô, ghê vậy đó, ông Ngộ không này gọi là đột biến này anh em ơi. Đó đúng, ông Ngộ không này kiểu là đột biến này. Rồi bây giờ chúng ta làm luôn cái trụ này nha, và sẽ lấy được ba đường lên siêu cấp, thậm chí là bây giờ chúng ta có thể win luôn cái trận đấu này ấy chứ. Alan là một người khác ulti vào Erin rồi, hucker Alan lên này, thành công hất được Alan lên và sau đánh thương nội tại hạ gục Arthur cùng với cả Alan đang còn đó là Elsu. Thanh này đứng bắn thường luôn rồi, thanh này có vẻ như quá bất lực anh em à. Giờ thì chỉ còn có mỗi tu len thôi, và thanh niên tu len này cũng bất lực không khác gì ông Elsu. Ok, và trận này chắc chắn là sẽ kết thúc ở đây với một cái chiến thắng dành cho mình rồi, gỡ gạt lại một sao trận pha lo hồi nãy đúng không anh em ơi. Và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình đang định làm tirit full dam anh em mà, bất ngờ là tên bạn nó bích mấy quả Swat, Wonder, Ignite, Aya nữa thì làm sao mà ra tirit full dam được đây. Nên là thôi trận này mình cứ lên tăng như bình thường nha anh em ơi, cầm bạn bướm, chứ mình thích đánh của Ritter lên dam hơn. Ritter lên dam sút đã lắm anh em, cứ một sút đặng bật chiêu hai lên nè, xong rồi đứng ở trong bụi cỏ sút một phát là úi hồi mấy ông mấu giấy là mất tiêu luôn ấy. Mình thì thường xuyên bích con Chalot này để mà khắc chế Ritter này mà. Rốt cuộc thì trận này mình bích Ritter đầu tiên nên cũng bị Chalot nó bích khắc chế mất rồi. Tuy nhiên thì mình đánh con Chalot cũng khá ổn, cho nên là mình biết cách khắc chế được cái vị tướng Chalot này. Đó, lên bụi khá là cao này, một sút đánh thường này thì chúng ta lui về thôi. Tạm thời thì mình sẽ không có farm lính vội, mình cứ chặn lính từ từ anh em mà. Gây áp lực vào thanh niên này đó, rất là khó chịu luôn. Anh ta bất chấp anh ta lên anh ta chọi chiêu một vào lính anh em. Khả năng thì bây giờ Chalot sẽ biến về là sao đây. Mình thì vẫn cứ đóng băng lính cho Chalot bị mất lính thôi. Đó anh em xem cái lối đánh này nó khó chịu không, vẫn đang rất lì đóng băng lính anh em à. Có vẻ như thanh niên Chalot biến về mất rồi. Và đi kèo với Chalot này, nếu như anh em đánh Ritter, anh em muốn ăn kèo một cách gọi là đơn giản nha, thì anh em có thể lên cho mình đó là một cái giày giáp. Món trang bị tiếp theo là giáp thống khổ thẳng luôn anh em, đừng giáp lửa, đừng có cái gì hết á. Giáp thống khổ, giày giáp cho mình là đảm bảo anh em đánh có thể thắng kèo được cái vị tướng Chalot này nha anh em ơi. Mình thì vẫn cứ đang đóng băng lính gây áp lực cho thanh niên này thôi. Đấy, rất là khó chịu rồi. Có vẻ như là Chalot đang dần mất kiên nhẫn anh em à. À, lao lên đánh mình luôn à, lao lên đánh mình luôn à, yếu máu ngay rồi. Giờ thì Enzo cùng với cả Elendor bọc đầu thì thôi, xác định là Chalot lên dĩa rồi. Chiến của nó dành cho Elendor. Từ từ bạn ơi, chờ mình tới farm lính đã, đừng phá bot của mình nha. Ok. À, bây giờ thì lên cấp độ 4 rồi, đang có Aya ở đây. Ô, Aya này, một sút này, hai sút, trời ơi, nó nhập vào, ít kịp anh em à, cay thế.
Quả này nếu như mà mình combo chiêu 1 xong rồi chiêu 1 đánh thường thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì mình không biết là con Aya nó mất nội tại rồi anh em. Cứ tưởng là Aya nó còn nội tại, nên mình sút từ từ mà định bay mình sút già lửa. Nhưng mà ai ngờ đâu. Thì Aya nó mất nội tại rồi. Khá là tiếc nuối luôn. Thôi, mình dọn lính anh em, pha này mình dọn lính thôi. Rồi mình về. Và dọn lính xong thì mình di chuyển thẳng lên trên đường rồng này luôn để hỗ trợ team nha anh em ơi. À, Winder rồi, xong bị anh vô móc thì xác định lên bảng đi bạn ơi. Đang có ấn ở đây nữa nè. À, thanh niên là Lily nha. Lily lợm này tóc biến ngay. Ôi, lấy được cái tóc biến của Enix là thơm rồi. Tí hồi là Enzo móc trúng một cái, Enix đảm bảo lên dĩa luôn, không nói nhiều anh em à. À, bây giờ thì đang có Suat bị chặn đầu lại ở đây, nhưng mà thôi, mình thì farm tên lính này rồi mình về nha. Tại vì mình bỏ một cái tên lính top rồi, AD thì biến về. Cho nên thì nếu như mình không farm tên này, không ai farm hết anh em. Bỏ của rời, phí lắm. Đấy, giờ thì mình đang núp bụi cùng với cả Enzo rồi. Enzo móc được vào Enix, ok lụm kẹo luôn chứ còn gì nữa anh em ơi. Đó, như mình đã nói rồi, Enix mất tóc biến thì quả này bị móc về đảm bảo lên dĩa thôi. Cái tóc biến đối với mấy con nó tù tù quan trọng lắm anh em à. Enix thì cũng không phải là tới nỗi tù từ từ lụm xong cha ló này nói sau anh em. À ha ha ha, băng xương nữa à. Ghê gớm gì. Băng xương thì cha ló sống rồi. Quả này mình về thôi, yếu máu quá. Ok, biến về xong thì bây giờ mình đang có một pha núp bụi nè. Đó, quýnh vào cha ló luôn, thanh niên này quyết là chạy anh em à. Mình đang giữ một cái thế lính đẹp. Để tên sâu lên là chúng ta có thể đẩy lính và Elendor ép được luôn anh em ơi. Thậm chí là ăn được con thần kê xa này. Giờ thì Elendor đang cướp con Blue rồi. Đây có cha ló đây, lụm kẹo con con dơi này. Mình cướp con dơi của cha ló anh em. Thanh niên này đang rất là khó chịu rồi. Mà mình chạy ra thôi. Từ nha, Elendor đang có mặt ở đây. Lính mít chưa đẩy này. Nếu bây giờ combat thì tay mình sẽ bị thiếu ít ghi với lại thiếu Enzo anh em ơi. Cha ló đang muốn bắn luôn, ép luôn rồi. Đó, Winder với lại ít nít vậy Aya tới nữa. Mình đang có một pha núp bụi nha anh em ơi, có mấy tay bạn không biết mình núp bụi thì phải. Rồi, quýnh thẳng vào già lửa luôn anh em ơi, quýnh luôn này. Ồ, nhưng mà con Aya với con già lửa thổi ghê quá, bật ulti lên này, xong đó là băng xương. Bật ulti xong rồi băng xương thì cái ulti của mình nó vẫn gây được đam nha anh em ơi. May quá, quả này mình vẫn sống này, mình câu kéo thành công cho tay mình hạ gục Winder rồi. Sau đó thì sao nữa đây? Charlotte bị hất về, thanh niên này vẫn đang cố gắng chạy. Nhưng mà khi mà hai giây te tới thì thôi, tay bạn tan tành rồi anh em mà, thực sự là tan tành rồi. Không còn gì nữa hết. Pha câu kéo quá nhiều đến từ mình mà khiến cho tay bạn nó sạch chiêu luôn. Và khoảng tầm 2 phút sau đó, bây giờ tay mình đang trong cái thế ép anh em à. Và anh em nhìn pha này nè. Pha này thực sự là mình không hiểu tại sao mình ăn được mạng của con Stuart luôn. Mình còn chả đụng tới anh em. Ờ, rất là ảo. Mình chưa làm gì mà sao mình lại là người có mạng của Charlotte anh em. Anh em nào mà xem gọi là có thể cho mình biết được không? Comment phía dưới cho mình biết được không? Chứ mình nhìn không ra luôn anh em à. À, muốn đánh à, muốn đánh pha này à, nên nhớ mình trâu lắm nha. Mình lùa ngược lại luôn nè. Đây bạn lại dí mình mới ghê chứ anh em ơi. Không biết được con Richter này nó trâu với lại nó khỏe tới cỡ nào. Rồi xong luôn, tay bạn lên dĩa 4 thành viên rồi. Tuy nhiên thì Swat chuẩn bị hồi sinh ra. Hồi sinh trở ra đi thôi, cũng thua thôi chứ giờ ơi xài chưa một hồi mất tiêu rồi anh em à. Được rồi, ok. Giờ Swat rồi, xong bị Lando bắn ngụm luôn rồi. Và chắc chắn là cái trận đấu này bị team mình sạch thì kết thúc tại đây thôi anh em ơi. Team mình thì yêu máu hết trơn này, chắc là team bạn cũng hơi tiếc trong pha này đó. Xui thôi, đen hơi đỏ quên đi đúng không anh em. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình chơi cho mình con bài Hayate. Tại vì lúc đầu mình thấy bên team mẹ bích con Quy nè, con Grack, con Winder, ba con này là đủ để bích Hayate rồi. Và như anh em cũng đã biết hoặc là anh em chưa biết á, thì AD mà đánh hay nhất đó chính là Hayate nha anh em ơi. Tiếp theo sau đó thì sẽ tới con Elsu và con Violet. À, còn lại thì đưa mấy con khác cho mình thật sự là mình không có biết bắn đâu. Bắt đầu vật nấu thì mình đi kèo cùng với cả là Elsu anh em mà. Nói chung kèo này á, ở giai đoạn đầu game cũng hơi mệt với nó. Nếu cứ bắn chiêu 2 của chúng ta cố gắng né là được rồi. Ôi, nhưng mà quả này mình cứ mãi mê solo anh em mà. Rốt cuộc thì rồi Elsu bắn chuẩn thế, toàn mình luôn rồi. AD support, à chính xác là mid với lại support tay bạn lên mà tay mình không có một cái pin luôn anh em mà. Không ai pin, không ai cảnh báo cho mình hết. Thường thường thì chúng ta sẽ có một vài pha solo kill tập trung quá đúng không anh em? Mình cũng không có nhìn map được. Mà nói về kèo Hayate Elsu này thì cho giai đoạn cuối game á anh em. Giai đoạn đó thì thực sự là một khi mà Hayate đã nhắm bắt Elsu anh em là lao và bắt thường là nhanh luôn. Chứ đừng có nhấp nhả con Elsu nó bắn cho 2-3 viên là con Hayate này lên dĩa liền anh em mà. Cuối game này anh em còn biết con Elsu nó bắn đâu tới cái mức như thế nào nữa mà đích tích được 5 nội tại rồi. Elsu trận này bắn ghê thế, toàn tia ngay cái người mình mà không có sai anh em. Thanh niên này gớm thật sự nhờ, có hacker hay gì không đây? Rồi xong rát rồi. Toàn thật sự, không mà dạo này mình phải công nhận một điều là hacker ít lại thật sự nha anh em ơi. Dạo này hack map rất là ít luôn. Gana đang làm rất tốt trong cái việc đó là ban được những cái ông hack map này. Và ngoài ra thì trên bảng xếp hạng thách đấu hiện tại thì mình thấy rất là ít bút bẩn luôn anh em. Đó. Gọi là tích cực ban đi những cái thành phần gọi là thành phần như thế nào nhờ. Nói chung là không được tốt trong game. Vậy thôi anh em ơi, nói giảm nói tránh.
Bây giờ thì đang có đánh nhau ở phía dưới góc bên này rồi. Tuy nhiên mình ở trên góc này đâu có bắn được đâu anh em, rất là khó để bắn luôn. Tay mình combat dưới đó thì hơi khó cho một xíu. Tạm thời mình sẽ lên đây mình farm nốt tên lính này, rồi tập trung với team sau nha anh em ơi. Tại vì team mình tới khá là trễ rồi, bắt đầu có đánh nhau rồi, mình sẽ bỏ lên đánh xa mình lao vào luôn. Từ ulti bảo phi tiêu lao vào bật thanh tẩy lên này. Ui một pha quá đẹp anh em à. Hạ gục thành công Winder cùng với cả là Grax rồi, đang còn lại Quy ở đây mình liên tục bắn thường. Mình có con Red anh em ơi, làm chậm là liên tục bắn thêm phát nữa là có thêm được cái mạng của Quy rồi. Và chạy thôi Kera ơi. Ui Elsu bắn ghê nha. Nhưng em xem vừa rồi thì Elsu chỉ vừa mới gọi là rặn cái chu hai một xíu thôi, anh ta vẫy cực kỳ chuẩn xác luôn, cái tia màu đỏ ngay người Kera luôn mà. Ghê gớm thật. Ui ôi bắn kìa em ơi, trận này có vẻ như là gặp thánh Elsu rồi. Kamiyate trận này thì mình nghĩ là hơi khổ với thanh niên Elsu này đấy. Nãy giờ thì mình cứ biến về rồi lên lại liên tục anh em, bị Elsu nó cấu máu mà khó chịu quá. Grax này từ từ nha, rồi Grax mất kéo rồi, mất tay mình bật giải tốc biến chạy đi. Grax cũng mất tốc biến rồi. Grax mất tốc biến này, ulti bảo phi tiêu lao lên đánh luôn anh em, tận dụng cái lợi thế liền thôi, chạy ra nha. Quả này lập tức mình chạy ra liền anh em à. Mà kiểu cái thanh tẩy né đam của trụ không biết là còn né được không anh em nhờ, hay là do mình né gà anh em. Hình như thanh tẩy vẫn né được đam của trụ nhưng mà phải thật là nhanh tay cơ, mình thì chả mấy khi làm cái điều này. Quả vừa rồi né đam hơi dở. Và biến về hồi máu xong rồi, bây giờ Grax cùng với kẻ Elsu cũng đã hồi sinh trở lại rồi. Đang có một tình huống ép cùng với cả Winder này. Mình thì cứ tập trung mình dọn lính anh em à. Trong những cái thế ép như thế này anh em cố gắng dọn lính là xong nha. Đừng có tập đánh người, đừng có xài chiêu vào người, anh em cứ xài chiêu vào lính cho mình. Dọn lính là chúng ta sẽ vượt qua được cái mùa đông lạnh giá này thôi. Ui dồi, nhưng mà Elsu nó đứng ra nó tỉa mình đau quá anh em à. Đang có Arthur tới đem bảo phi tiêu lao lên luôn. Elsu 100 máu chạy đi, mình cố gắng mình chạy, bị UE cắt và Winder đánh thương thêm một phen nữa và lấy được cái mạng của mình rồi. Nhưng mà Winder vào sâu như vậy thì thôi, Winder lên dĩa đấy. Winder làm gỏi luôn cả Illuma bên phía bên tay mình ạ. Ghê thế nhờ. Thanh niên này đúng là một thanh niên khá là liều lĩnh anh em à. Hồi sinh trở ra thì tay mình cũng đã lấy được cái trụ đường rồng rồi. Mình thì xuống đây di chuyển cùng với cả team để ăn con tờ đằng cây xa nha. Mình chủ động mình khởi động con tờ đằng cây xa luôn, tại vì sắp hết thời gian rồi. Ở phút thứ 7-50 giây thì con tờ đằng nó sẽ mất, cho nên thì tranh thủ làm con tờ đằng luôn. Giờ thì vẫn chưa thể nào ép được đâu, dọn lính mít thôi thì mình sẽ... Ôi, Rat bị kéo rồi, thôi bỏ. Mình sẽ di chuyển xuống phía dưới đường tàu lần cây xa này để mà dọn lính nha anh em ơi. Tầm này vẫn chưa ép được đâu, rất là khó để mà ép đấy. Và có vẻ như là tên bạn đang muốn ăn cho mình con tàu thần cây xa bóng tối đây rồi. Tên mình thì đang thiếu rừng và thiếu top. Support đang lạng bảng ở đây mà. Ui mày đấy, quả đó ăn kéo thì sẽ lên dĩa. Mình outplay được chiêu của Quy rồi, nhưng mà cái nhịp sau thì không outplay được anh em mà. Phải chạy rồi, phải khá khó né được cái lao ở chính xác là cái kéo của Winder. Và pha này á thì mình định là biến về rồi. Tuy nhiên nhìn trên bản đồ nhỏ thì bất ngờ là Quy vẫn quyết định là ở lại đây. Còn team bạn thì 4 thành viên lộ sai ở phía bên mid hết rồi. Cho nên là mình quyết định mình tạo ra một cái pha đột biến trong tình huống này anh em à. Xuất hiện Quy ở đây, lướt chiêu 2 lên sử dụng chiêu 1 này. Sau đó là bảo phi tiêu thanh tẩy lao vào và thành công hạ gục được Quy trong tình huống này. Bây giờ mình phải tháo chạy thật là nhanh thôi. UE tới rồi, cắt khá là chuẩn xác, mình yêu máu rồi. Mình cố gắng mình chạy bay tốc bây giờ ulti lên cắt thêm một lần nữa, mình né chiêu, mình lách, mình né liên tục anh em à. Nhưng mà sau đó thì bất ngờ là mình vẫn outplay được UE trong cái pha này. Một đội hai quá tuyệt vời luôn. Ở phía bên này thì sao đây, Winner đang kẹt lại, Winner chắc chắn sẽ lên bảng mà thôi. Và mặc dù là tay mình bị mất đi con tàu thần gây xa bóng tối tay bạn ăn được, nhưng mà với pha vừa rồi thì tay mình đã ngăn cản được tay bạn ép và chúng ta lại vượt qua được cái con tàu thần gây xa bóng tối này rồi anh em ơi. Và khoảng tầm 2 phút sau đó thì bây giờ con tàu thần gây xa bóng tối tiếp theo nó đã được xuất hiện trở lại rồi. Cả hai team đang chuẩn bị tranh chấp con tàu thần gây xa này. Winner lao vào combo và mình biết được một thông tin là Winner hết ulti rồi này. Grax kẹt lại đây bắn liên tục bờ Grax từ từ nha. Qua đây không ulti vội anh em mà đó, UE vẫn còn ulti mà mình lao vào mình bị hất ra ngay. Liên tục bắn vào vị trí của UE, mình có đao xanh không phải xoắn anh em mà. Nhưng mà quả này mình bấm nhầm cái thanh tẩy, mất cái thanh tẩy phí thật sự luôn ấy. Từ mình lách né chiêu hai của Elsu anh em đó, vừa combat mà vừa phải lách né chiêu như vậy thì thật sự rất là nhức cái đầu luôn. Từ đang Winner yếu máu rồi này, mình đang phụ đam từ phía sau thành công hạ Winder. Và sau đó là Elsu cũng đã lên bài điểm số rồi, và một pha quét sạch dành cho tay mình. Tay mẹ lên điểm bảng điểm số hết 5 thành viên. Tầm này đẩy chủ là win được thôi, nhưng mà con Hayate đẩy chủ chậm quá anh em à. Thật sự là con Hayate này đẩy chủ rất là chậm luôn ấy. Grax tay bạn chuẩn bị hồi sinh ra rồi, tiếp tục đẩy chủ này. Hayate đã đẩy chủ yếu, rất là yếu, bị thọt nha. Con riêng con Hayate này về phần đẩy chủ là bị thọt so với những cái AD khác. Từ anh em à. Đấy, quả này thì mình sẽ bắn Grax trước anh em ơi. Ôi ôi, bị kéo rồi, lúc chưa hai ra. Mày quá, mình ulti lao vào lại bị con Grax nó làm ngắt chiêu luôn kìa. Quả này xử lý dở quá. Pha đó mình bắn trụ thì cũng không win được anh em ơi. Qua cho te để trụ thật sự là khá là chậm. Thôi hôm sau anh em ơi, pha đó chúng ta chưa win được thì sẽ làm lại bằng những cái pha khác. Bây giờ thì tên bạn lại đang muốn ăn con tên cây xa tiếp theo rồi. Ôi tên bạn trận này không muốn bỏ dở con tên nào cả anh em mà. Quy đang có mặt đây, Quy hết ulti này. Mình lao vào liên tục, ui bị con UE nó cắt đau quá. Thực sự khá là đau trong tình huống này luôn. Ok, ăn được mạng của Quy rồi, mình về mình ăn cục máu hồi lại tí máu cái. Từ từ nha, mình đang nhắm vào thằng Grax này anh em mà. Grax thì hiện tại hết tốc biến rồi đúng không?
ở tâm biến thì mình sẽ bắn liên tục vào vị trí của đó là Grass luôn, đánh thường được bảo phi tiêu lao vào bị kéo rồi, nhưng mà kéo pha này Grass cũng không có đỡ được mình đâu anh em ơi. Giờ thì tên bạn chỉ còn mỗi mình Elsu thôi. À thôi che cho mình phát này, ui trời ơi. Còn Elsu bắn ghê quá, thật sự Elsu tên bạn bắn rất là kinh luôn nha anh em ơi. À thôi đang dí vào vị trí của đó là Elsu rồi. Mình thì vẫn đang rất kỹ thôi, thậm chí là bây giờ mình có thể bán đồ được anh em à. Ăn xong con quái nhỏ này là mình đủ tiền để bán đồ nha. Bán cái đao xanh này là giáp hồi sinh. Ui Elsu khó chịu thật, mình đang cố gắng đẩy trụ nó pha này anh em à. Bật cho mình cái đao xanh lên. Ôi ông Rat cục xúc thật sự là một pha đổi mạng với Elsu luôn rồi. Ôi ông Rat bị trụ lụm luôn kìa. Không sao, mình đẩy trụ là win rồi anh em à. Mặc dù đẩy hơi chậm tí nhưng mà vẫn win rồi. Ok và trận đấu kết thúc ở đây với một cái chiến thắng dành cho mình. Ok và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình nghĩ là một con bài anh em cũng mong chờ khá là nhiều đấy, chính là con Ryoma anh em à. Đó thì Ryoma kiểu rất là nhiều anh em thích xem mình đánh con Ryoma với Jena luôn ấy. Chả hiểu tại sao nhưng mà khá anh em là thích mình đánh con bài này, hai con bài này, cho nên thì chúng ta sẽ cùng đến với con Ryoma trận sau. Nếu mà được thì mình bích thêm con Jena nữa nha. Và bất ngờ thì trận này mình gặp Phi không ngáo anh em ơi. Phi không đánh Aoi, dạo này có vẻ như là Phi không ngáo đang cày cục vàng Aoi hay là sao đây, mình nghĩ là như vậy anh em. Phi không ngáo thì đánh cay kiểu rất là nhiều cục vàng luôn ấy, bạn đánh rất là nhiều tướng hay, phải công nhận là điều như vậy nha, rất là nhiều tướng cục vàng mà toàn là những cái tướng kỹ năng thôi. Thôi và vấn đề đó thì bây giờ chúng ta nói sau đi. Trận này mà đánh Ryoma đi kèo cũng với cả con Murat anh em à. Kèo này thì để mà nói là một cái kèo cũng khá là kỹ năng đấy anh em ơi. Kèo này bắt bài nhau thôi, chúng gọi là ai mà hắc não với nhau được nhiều hơn thì người đó sẽ thắng lên. Hoặc thậm chí là gọi rừng ganh cũng được anh em ơi, giống như pha này. Ơi chưa may không tới rồi. Pha này có Naros nha anh em ơi. Đây mình sẽ hai lần chưa một outplay thành công Murat trong tình huống này. Naros lao thẳng vào. Ui thiếu xíu đam kìa. Trời đen vậy. Tóc biến chưa hai. Rồi tóc biến không tới luôn anh em ơi. Giờ chưa một đánh thương lại không tới, khá là đen luôn. Và quả đó Naros còn lên mà điểm số ngược nữa chứ, nên là mình tức tốc mình chạy qua bên blue của Naros mình chết này đó. Bất ngờ có Aoi ở đây, mình thành công giữ lại được con blue rồi. Và sau đó thì mình combo vào Aoi. Tuy nhiên thì Ryoma đầu game không thể nào mà đủ đam được, phải nhờ tới tem phụ đam thì chúng ta mới hạ gục đối phương nha em ơi. Chứ một combo Ryoma đầu game mà sao mà đủ đam được đúng không? Mình đi kèo với con Murat này nói chung cũng khá là mệt, cho nên trận này mình nghĩ là mình sẽ cần phải di chuyển nhiều một chút để hỗ trợ team nó tốt hơn nha anh em ơi. Ồ ôi mình lướt chiêu một đập mặt vào tường ở đây mà không lấy được cái lần chiêu một thứ hai không sao. Ăn mạng cho Wayne trong pha này cũng được, bây giờ về lên thôi. Anh em xem cái cách trao đổi chiêu thức của Ryoma với Murat này anh em. Làm mấy pha nó chỉ đơn giản là như vậy thôi anh em mà. Không có gì nhiều hơn cả. Thôi, quả này mình về nha. Mình không được để mình thấp máu hơn thằng Murat anh em à. Để thấp máu hơn Murat nó cấu một hồi là mình mất rất là nhiều lợi thế ấy. Kiểu cứ phải biến về, không di chuyển hỗ trợ tem được mà còn mất trụ nữa. Và cứ phải giấu sai nha anh em ơi. Đi kèo này anh em cố gắng anh em giấu sai vào, chứ kiểu cứ lộ ra ấy là con Murat nó sẽ rất là dễ cấu rỉa chúng ta luôn. Ôi quả này thì mình định hắc não Murat anh em à. Thanh niên này nhanh tay thật, quá nhanh tay luôn. Khó chịu nha, thực sự là quả này khó chịu phết. Tôi chết rồi, có thêm cả Aoi ở đây nữa anh em à. Từ mình sẽ cố gắng mình ăn mạng Murat trong pha này, đổi mạng anh em. Đánh thương, mày quá. Vẫn ăn được mạng Murat và sau đó mình lên bảng rồi. Chứ pha này không biết làm sao hơn, cố quá anh em à. Hơi dở, thực sự là quá cố luôn ấy. Và hồi sinh trở ra thì có vẻ như phía trên đường rồng này Naros đang solo với Elsu rồi. Và mình nghĩ là mình đang bảo mình nghĩ là Naros sẽ hạ gục thành công Elsu và solo kill thôi. Nhưng không anh em à, ông Elsu đánh ghê thế. Outplay Naros luôn mà. Quả đó thì Naros đánh Elsu gọi là mất còn đúng một xíu máu thôi anh em mà Elsu vẫn outplay được. Ghê gớm thật sự ạ. Tầm này thì mình vừa mới đẩy lính xong anh em mà bất ngờ có Elsu này đó, mình thấy cái bóng Elsu. Thầy này có muốn ngắm không? Đang ngắm mà ngắm với chúng tôi à. Này thì ngắm này, ăn chọn nguyên một combo quá đầy đủ của mình luôn anh em mà. Và ngụm của tỏi luôn rồi. Từ từ mình sẽ choáng Aoi lại hỗ trợ cho Erin nha. Ulti tóc bí lên. Ui tiếc thế, nhanh tay thật sự nha. Ông Phi nó nhanh tay ghê luôn anh em. Lướt đi rất là nhanh luôn ấy. Đánh Aoi thì cũng gọi là anh em cố gắng chừa dây lại. Anh em chừa dây lại để những cái pha lao vào mà chúng ta còn chạy ra được ấy. Nhưng mà mình đang đánh Ryoma mà sao mình lại hướng dẫn anh em đánh Aoi. Nó hơi lạc đề một xíu rồi. Ok, phía trên này Naros cũng đã thành công lấy luôn được cái trụ này anh em ơi. Đẹp luôn. Đang xảy ra giao tranh ở mid rồi này, lâu đeo lướt lên múa liên tục. Mình đi cứ chờ cho rồi xong luôn. Quả này bị Grass kéo là xác định lên bảng rồi. Hay quá. Lâu đeo đi là dẫn luôn cho Wayne theo anh em à. Tầm này tên bạn mất đi hai thành viên. Ôi, thanh niên Elsu bên kia có vẻ như bắn khá ghê anh em nhờ. Elsu ranh này thực sự là toàn mấy ông ghê ghê không anh em. Ranh thấp thì chúng ta sợ là Elsu đánh dở đúng không? Nhưng mà ranh này thì Elsu toàn ghê ghê thôi anh em mà. Pha này Aoi lao vào cũng đã bị lên 7 điểm số rồi, không có ai hỗ trợ cả. Và tên mình hạ gục thành công 3 thành viên bên phía đối phương, cho nên là ăn một lần hai mục tiêu luôn. Vừa ăn con rồng và cũng như là ăn con tên cái sao bóng tối này để mà lấy lợi thế nha anh em ơi.
Sau đó thì thả tàn hình gây xa ra, tay mình liên tục ép lấy được hai trụ mít rồi. Pha này mình cố gắng mà lao lên combo thật là nhanh. Tuy nhiên thì Murad với lại lâu đây nó băng xương luôn anh em à. Ờ không, hình như chỉ có lâu đây băng xương thôi, còn Murad ẻo anh trảm. Né hết cả chiêu của mình luôn, khó chịu thật. Nên trận này cũng hơi khó để combo anh em à. Quả này thì mình lướt hai lần chiêu một lên và sau đó tốc biến chiêu hai khá là xa, mắt tầm. May là vừa đủ tầm có thể hạ gục được AOE bên phía đối phương. Tay bạn mất đi hai thành viên rồi, tay mình chỉ mất một mình Agaros thôi. Mình nghĩ rằng bây giờ ép tiếp cũng hơi khó nhờ. Trừ khi là Grack kéo một pha hay anh em ơi, kéo được cho Una thì cũng bình thường thôi. Grack kéo được pha hay thì ok, ép tiếp được. Quả này thì rất là khó để ép anh em. Nếu mà về hay hơn. Kiểu như đánh một hồi là tay mình ẩu anh em, lỗi là xong, mất lợi thế liền. Và tầm này thì tay mình về hết rồi. Vừa ăn được con thần gây xa bóng tối mà cũng như là ăn con rồng rồi anh em ơi. Ăn một lần hai mục tiêu, lấy lợi thế. Giờ thì tiếp tục là chuẩn bị ép tiếp thôi anh em ơi. Rành này cứ đánh từ từ như vậy anh em, chứ đừng có vội làm gì. Vội là kiểu như nào nhỉ? Mình không biết nói sao, từ từ. Đây, AOI đang đu lên nè. Mình đang định chờ anh em mà. Quả này chờ cho AOI Long Diệt ấy, nhưng mà không Long Diệt. Bể quyết định là bể đu đi luôn. Chờ Long Diệt sau đó mình cần lướt thêm một lần chiêu một nữa mình combo là đẹp. Ồ, khó quá. Ôi, Châu Na. Ông Grack này ông thích kéo Châu Na anh em nhờ. Nhưng anh em để ý thì nãy giờ ông Grack này toàn là kéo Châu Na thôi. Khả năng thì không phải, cơ bản thì con Châu Na anh em cứ chặn cho team mà, che cho team mà, kéo chúng Châu Na cũng phải rồi nha. Mà đang có AOI phía bên kia dọn con đường phía xa anh em mà. Ok, mình vừa mới đẩy lính mít xong này, tạm thời qua này lui về cái. AOI đang đẩy phía bên này và sau khi dọn con đường phía xa mình sẽ chết xem là có qua đang ăn quái không. Và như anh em xem đó thì mình đã thấy được cái dây của AOI ăn quái rồi và một pha tạo đột biến đến từ mình. Hạ gục thành công AOI phía bên kia và bây giờ chúng ta xông lên bẻ thôi anh em ơi. Tuy nhiên thì tay mình đang bị thiếu Naros nha, Naros vẫn chưa hồi sinh ra. Mình cố gắng qua này mà lấy một trụ đường lính siêu cấp mà. Anh em xem mấy con lính nó đứng thi ghế không hơn. Từ từ đi anh em ơi, mình sẽ lao lên mình combo vào Murad này. Chiêu một bất ngờ, đó, làm quả này thì Murad làm sao mà đỡ được đúng không anh em ơi. Nói chung thì phải làm mấy pha bất ngờ như vậy. Chứ cứ chạy thẳng lên anh em combo tay bạn nó biết hết rồi, nó outplay. Và giờ đánh trụ lại win này, từ từ đánh Elsu, mình canh góc, Elsu giật ulti về. Ui, thay đi này dậu thì trễ thế. Pha này thì mình định bán đồ anh em mà, nhưng mà lỡ kiểu chưa win được ấy là bị lỗ mất hai đồ. Và thôi ok, trận đấu này kết thúc rồi, đồng nghĩa việc mình cũng xin phép anh em được kết thúc video tại đây nha. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay á, mình mong là anh em hãy để lại cho một like, một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha.